Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện chỉ thị số 06 năm 2002 của Ban Bí thư về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở vừa được Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào sáng nay. Và theo đánh giá thì y tế cơ sở thường xuyên được quan tâm đầu tư, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên. Trạm y tế phường Long Hòa, quận Bình Thủy có thể thăm khám và thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định. Đơn vị đã và đang góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn ngày một tốt hơn. Tôi khám bệnh rồi cho thuốc tôi uống hàng ngày. Rồi sau đó là tôi cũng kết hợp để mà giảm cái lượng cơm lại mà ăn rau nhiều. Và hai nữa là cái huyết áp của tôi là tôi ăn giảm cái độ mặn. Hiện tại bây giờ là đường nó ổn rồi. Rồi huyết áp cũng vậy, nó ổn rồi. Năm nhóm nhiệm vụ giải pháp mà chỉ thị 06 của Ban Bí thư đề cập được tập trung thực hiện trong 20 năm qua. Từ đó, mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn Cần Thơ từng bước được đầu tư từ cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực, góp phần quan trọng trong việc chăm sóc, cải thiện tình trạng sức khỏe của nhân dân. Đến nay, toàn thành phố có 12 đơn vị y tế tuyến quận, huyện, 80 trạm y tế cấp xã. Tổng số nhân viên y tế tuyến huyện, tuyến xã là 1.950 người. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và chương trình mục tiêu y tế dân số được triển khai thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng từ trên 40% năm 2010 lên 90% năm 2022. 100% trạm y tế xã có đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thành phố đang triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2023-2025, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh trên địa bàn. Triển khai chương trình phục hồi kinh tế xã hội của chính phủ giai đoạn 2022-2023, trong đó có dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 9 trung tâm y tế tuyến huyện thành phố Cần Thơ với tổng mức đầu tư là 135,6 tỷ đồng. Toàn thành phố có 80 trạm y tế xã phường thị trấn đều được xây dựng kiên cố và có đủ phòng để hoạt động chuyên môn. Các trạm y tế được xây mới, nâng cấp, sửa chữa, giải quyết được các bệnh đơn giản, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý các bệnh xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu y tế dân số. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, nhằm thực hiện chỉ thị 06 của Ban Bí thư và các đảng văn liên quan đến mạng lưới y tế cơ sở, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị tiếp tục nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo tuyến y tế, có chính sách hỗ trợ thích đáng để cán bộ y tế cơ sở yên tâm công tác. Triển khai tốt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, phấn đấu giữ vững 100% xã phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, lồng ghép với việc thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phối hợp triển khai đồng bộ hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, trong tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế, vân vân. Tăng cường đầu tư đồng bộ cho y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ để tạo bước chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu quan tâm nâng chất nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động y tế dự phòng, tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế, ưu tiên phân bổ cho cơ sở, phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, nhân dân.